Du khách nước ngoài đến Việt Nam theo chương trình du lịch trọn gói của các công ty lữ hành quốc tế có thể sẽ được miễn visa trong thời gian tới đây. Đây là thông tin mà Tổng cục Du lịch Việt Nam vừa cho biết. Cụ thể là đơn vị này đã trình đề xuất miễn visa đơn phương cho khách 13 nước đi theo chương trình tour du lịch trọn gói do các công ty lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức. Điều này không những gia tăng được số lượng du khách ở các thị trường trọng điểm mà còn gắn trách nhiệm quản lý khi đón khách vào Việt Nam đối với các công ty lữ hành. Trước đó thì Việt Nam miễn visa đơn phương cho 5 du khách, cho du khách của 5 nước Đức, Pháp, Anh, Italia và Tây Ban Nha từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2016. Và công dân các nước này khi nhập cảnh Việt Nam không phải xin thị thực với thời hạn tạm trú 15 ngày. Chính sách này từ khi được áp dụng đã phát huy hiệu quả khi lượng khách đến từ 5 nước được miễn thị thực đã tăng trưởng theo từng quý.